xếp hạng mức độ trẻ lâu của 12 cung hoàng đạo. Ai xuất sắc khi giữ mãi vẻ thanh xuân? Khi xem xét bảng xếp hạng mức độ trẻ lâu của 12 chồng sao, bạn sẽ nhận ra rằng không ai tự nhiên mà đẹp, đó là kết quả của việc chăm sóc cả thân và tâm của mỗi người. Hãy cùng mật ngữ 12 chồng sao khám phá xem bạn xếp ở vị trí thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng này nhé. Hạng 1. Chồng sao Song Ngư Điểm nổi bật của các cô nàng song ngư, đó là đôi mắt có hồn, rất cuốn hút. Nhưng vẻ đẹp của chồng sao này không chỉ dừng lại ở đó. Họ sở hữu bề ngoài trẻ trung, bất chấp tuổi tác, mới là chủ đề mọi người bàn tán nhiều nhất. Sắc đẹp vượt thời gian của họ khiến mọi người xôn xao và không ngừng ghen tị. Thời gian dường như đã bỏ quên những cô nàng song ngư từ bao giờ, vì thế, họ luôn đẹp và trẻ đến không ngờ nhất là những song ngư, theo đuổi công việc liên quan tới ngành giải trí. Họ thường làm các công việc thiên về hình ảnh, làm thương hiệu, quảng cáo, lại càng biết chăm sóc làn da, mái tóc sao cho chúng luôn đẹp và tràn đầy sức sống. Nhờ ngoại hình tuyệt vời, cùng phong thái sang trọng, họ đã khiến rất nhiều người thần tượng. Hơn nữa, vốn là người sống cảm xúc nên họ chỉ làm những công việc mà mình yêu, sống trọn vẹn với nó cuộc sống của sông ngư vì thế, mà khá thư thả, họ cũng không bán mạng vì công việc, mà quên đi sức khỏe của mình. Hạng 2 Chồng sao Thiên Bình Trong số 12 chồng sao, Thiên Bình là một trong những cung hoàng đạo xinh đẹp, cũng nhờ vào việc họ rất yêu bản thân. Chồng sao này, cực kỳ chăm chút vẻ ngoài của mình, vì họ biết, đó là điểm số quan trọng khi họ muốn bắt chuyện với một người lạ nào đó việc chi tiền cho những bộ cánh đẹp hợp thời trang và hàng loạt hũ kem dưỡng đắt tiền nhằm níu kéo tuổi tác là việc đương nhiên đối với thiên bình đối với họ tiền làm ra để đắp vào thân là món đầu tư hiệu quả nhất ai có thể từ chối một cô gái vừa thanh nhã bên ngoài lại vừa tinh tế bên trong như thiên thiên chứ hơn nữa thiên bình cũng không cố bon chen với đời chọn cuộc sống thư thả êm đềm và đó mới thực sự là bí quyết giúp họ giữ mãi vẻ ngoài thanh xuân. Chồng sao này luôn có những mong muốn rất giản đơn, họ chỉ mong có cuộc sống chỉ cần vui vẻ thôi là được. Họ biết buông bỏ những gì cần buông, chính thái độ sống ấy luôn khiến người khác thấy họ trẻ mãi không già. Hạng 3. Chồng sao Kim Ngưu. Khi nghe Kim Ngưu tiết lộ tuổi thực, bạn sẽ phải ồ lên thán phục, vì vẻ ngoài trẻ trung và duyên dáng cùng phong cách thời trang có phần thời thượng của họ. Cũng giống như Thiên Bình, Kim Ngưu sẵn sàng chi khá nhiều tiền cho việc mua đồ dưỡng da, cũng như bộ trang phục đắt tiền, tôn vóc dáng và giúp họ nâng cấp bản thân. Dù bản thân là người tiết kiệm, luôn có tiêu chí năng nhặt chặt bị lên hàng đầu, nhưng họ vẫn có dành tiền để chăm sóc làn da, cơ thể, sức khỏe của mình. Khi mọi thứ nằm trong kế hoạch, thì họ sẽ chẳng còn nỗi lo nào về tiền nữa cả cung hoàng đạo kim ngưu còn rất biết cách chia sẻ bí quyết giữ gìn dung nhan cho nhiều người cùng học theo đây đúng là những cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết rất được lòng người khác vì thế họ xứng đáng có tên trong bảng xếp hạng mức độ trẻ lâu của 12 chồng sao hạng 4 chồng sao song tử song tử luôn trẻ trung đáng yêu ở bất cứ lứa tuổi nào chính họ dường như cũng đã quên đi số tuổi của mình là bao nhiêu. Sẽ rất khó để bạn có thể nhận ra những dấu vết thời gian trên làn da của các cô gái ấy. Chồng sau này là những quý cô thông minh, rất biết cách làm mình nổi bật trong mắt phái mạnh. Chính vì thế mà họ luôn được theo đuổi và sớm có mối lương duyên tốt đẹp. Khi học hỏi và áp dụng bí quyết trẻ mãi không già của 12 chồng sao, bạn sẽ biết bí mật của song tử đó là đến từ chế độ ăn uống hợp lý những việc tưởng như đơn giản như duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ ba bữa một ngày không hề dễ khi mà xung quanh chúng ta luôn có những món ăn vô cùng hấp dẫn luôn chào mời hạng năm trồng sao hổ cáp hổ cáp chăm sóc bản thân rất kỹ càng để có được làn da đẹp tự nhiên mái tóc khỏe đầy sức sống họ không thích trang điểm lòe loẹt nên thiên về phong cách đẹp tự nhiên, thuần khiết. Chính vì thế mà họ không cố dùng son phấn để che đi dấu hiệu tuổi tác và điều này lại càng giúp họ trẻ lâu. Không những vậy, lối ăn mặc và phong cách trang điểm của hổ cáp cũng không giống với nhiều người, họ thường đi ngược lại, với nhiều mốt làm đẹp hiện nay, họ chọn những gì tối giản và đẹp mãi với thời gian. Nhưng không vì thế mà mất đi vẻ thanh tao và quyến rũ, họ vẫn luôn ghi điểm, bởi sự sáng tạo bất chấp thời gian, không gian. Hạng 6 Chồng sao nhân mã Xếp hạng mức độ trẻ lâu của 12 chồng sao, nhân mã chỉ đứng vị trí thứ sáu, cũng chỉ vì có một số người, thuộc cung hoàng đạo này, ham chơi tới mức, quên chăm sóc bản thân. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người, tuy không tốn nhiều công sức, nhưng vẫn có được vóc dáng tươi trẻ làn da sáng mịn màng bước vào tuổi trung niên cung hoàng đạo nhân mã này càng khiến người người ngưỡng mộ trầm trồ vì sự trẻ trung nếu nói đến bí quyết thì phải nhắc đến việc loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống của mã nhi đối với họ tất cả mọi chuyện họ đều không để trong lòng suy nghĩ ít đi càng ít muộn phiền thì tâm trạng sẽ càng tốt cười nhiều hơn nên họ cũng trẻ trung mơn mởn hơn bình thường. Hạng 7 Chồng sao xử nữ Đặc điểm nổi bật, khiến xử nữ gây chú ý, đó là đường nét khuôn mặt thanh tú gây, mê hoặc, thân hình săn chắc, gọn gàng, giúp họ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Quan điểm sống lành mạnh, rất biết kỷ luật bản thân, vì thế, khi họ đã có mục tiêu để trẻ lâu, thì ngay lập tức họ tìm cách hành động. Chồng sao này sẵn sàng các điện thoại thông minh, hoặc máy tính bản sang một bên, để không lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ, vì điều này, khiến họ khó đi vào giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ ngon mới thực sự khiến da đẹp, mà không có loại dưỡng da nào so sánh được. Hạng 8 Chồng sao bảo bình Con người tự do tự tại, không thích làm thứ gì theo kế hoạch, nên việc ăn uống của cung hoàng đạo bảo bình lại càng thoải mái. Không ít người thuộc cung hoàng đạo này thừa cân, và đó là lý do khiến họ có vẻ ngoài già hơn tuổi. Lời khuyên dành cho họ là nên quan tâm hơn tới chế độ ăn uống lành mạnh, nên ăn nhiều rau, củ, trái cây, hạn chế các loại thịt đỏ, thịt bò, biết chế ngự và có chừng mực với bia rượu, không hút thuốc lá. Ngoài ra, phải ép bản thân vào khuôn khổ một chút, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp duy trì cơ bắp và tăng cường máu lưu thông, uống đủ nước mỗi ngày, giúp thải bỏ chất cặn bã ra khỏi cơ thể, để giúp bạn trông tươi tắn, linh hoạt và tràn đầy sức sống. Hạng 9. Chồng sao cự giải. Tiền bạc kiếm được, cự giải dành cho người thân, con cái, nên ít khi dám chi một lọ kem dưỡng đắt đỏ hay bộ đồ trang điểm xịn sò để nâng cấp vẻ ngoài của mình. Cho nên hoàn toàn dễ hiểu, khi đây là một trong những chồng sao đứng cuối bảng xếp hạng, mức độ trẻ lâu của 12 chồng sao. Vì muốn làm hài lòng người khác, nên không ít cự giải nín nhịn, nhận phần thiệt thòi về mình, mà không dám chia sẻ cùng ai. Vì thế, mà họ dễ dẫn đến căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi họ để những ấm ức, dùng nén trong lòng quá lâu, không thổ lộ để tìm cách giải quyết, sẽ khiến cho tâm lý trở nên nặng nề, cơ thể nhanh lão hóa. Hạng 10 chồng sao ma kết. Cuộc sống của Ma Kết khá vất vả, cũng chỉ vì mục tiêu của họ, chỉ có sự nghiệp, đến mức bỏ bê cả vẻ ngoài của mình. Thực ra đối với họ, việc đó không quan trọng, nên không muốn tốn quá nhiều thời gian. Việc thường xuyên thức đêm và không chăm sóc da đúng cách khiến da họ nhanh xuất hiện các nếp nhăn. Hơn nữa, họ luôn bận rộn với công việc, nên cắm mặt vào máy tính sẽ bị nguy cơ lão hóa sớm. Hạng 11 Chồng sao sư tử Các thống kê mới nhất đã chỉ ra rằng, đa số nữ sư tử làm người nổi tiếng, và đa số các cô nàng thuộc cung hoàng đạo này, rất tham vọng. Không ít người trong số họ, vì quá mãi mê với mục tiêu, trở thành người nổi tiếng, nên họ đã phải bán đi sức khỏe của mình. Vẻ ngoài thiếu sức sống, vì nhiều đêm không ngủ, khiến dáng điệu của họ trở nên thiếu linh hoạt hơn, trông già hơn so với tuổi tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra với một sư tử biết cân bằng cuộc sống và biết tự loại bỏ bớt đi áp lực trong công việc ham mê công việc đến mức không có thời gian chăm sóc cho làn da đang bị thiếu nước da của họ vì thế mà dễ bị nhăn hơn thể hiện rõ dấu vết thời gian cộng thêm việc ăn uống không điều độ không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn khiến cơ thể sớm lão hóa vì vậy sư tử cũng là chồng sao nữ có nguy cơ già trước tuổi. Hạng 12. Chồng sao Bạch Dương Bạch Dương, tuy tính cách có phần trẻ con, nhưng vẻ ngoài, thì thường chính hơn so với tuổi, cũng vì họ sương gió quá. Đam mê theo đuổi sự nghiệp, nhằm khẳng định bản thân, nên họ dành tuổi trẻ của mình, để kiếm tiền, gây dựng tiếng tâm. Tuy họ chững chạc, nhưng bù lại, sự nghiệp vững bền, hơn nữa vẻ ngoài cứng cáp ấy, giúp họ cảm thấy có uy hơn và cũng hỗ trợ hơn cho họ trong công việc nên bạch dương cũng không quá bận tâm